tôi cho rằng những cái này chúng ta cũng cần phải xem xét rất là kỹ, là chính vì vậy với quan điểm của chủ tịch ủy ban chúng tôi, một là chúng ta giữ nguyên cái quy định khoản hai điều 12 của bộ luật hình sự năm 2019 mà chúng ta không nghĩ ra nữa, thì như thế nó sẽ là hơn. Trên thực tế thời gian gần đây nhiều vụ phức tạp xảy ra diễn ra trên các cấp trong dư luận, các đại biểu đề nghị dự luật cần nghiên cứu đưa ra những biện pháp xử lý mạnh. Sáng nay tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức gặp mặt các chuyên gia nghiệp nhằm thông tin về chủ trương chính sách của tỉnh cũng như những vấn đề cơ sở hạ tầng để phát triển doanh nghiệp. Trả lời trực tiếp tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở ngành địa phương Quảng Ninh tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian quy trình thực hiện các thủ tục, các nguồn lực đầu tư từ nguồn ngân sách, vốn vay ODA cũng như tập trung tối đa và triển khai các dự án đầu tư nhằm bảo vệ môi trường. Hội nghị báo cáo về kết quả triển khai nghị quyết 35 của chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2016. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại Quảng Ninh đạt con số cao nhất từ trước đến nay với gần 1.700 doanh nghiệp, số vốn đăng ký là gần 12.000 tỷ đồng. Đây là tín hiệu cho thấy Quảng Ninh đang dần trở thành một khu địa phương có thị trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, không chỉ đối với các nhà đầu tư lớn mà cả với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp. Gần đây thì một số ngân hàng thương mại đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động, điều này đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc đua lãi suất sẽ lan rộng ra cả hệ thống. Và một lần nữa, thông điệp giữ ổn định mặt bằng lãi suất nếu có điều kiện sẽ giảm thêm cho năm 2017 của ngân hàng nhà nước cũng kết thúc. Tuy nhiên, thực chất của hiện tượng lãi suất tăng chỉ là cục bộ và mang tính thời điểm. 8% là mức lãi suất đang được một số ngân hàng áp dụng, nhưng mức lãi suất này vẫn chưa hẳn là cao nhất. Đã có một số ngân hàng phát hành